Anh Quốc cắt viện trợ cho Ấn Độ từ năm 2015, tin từ London. Chính phủ Anh Quốc ngày hôm nay công bố rằng họ sẽ cắt viện trợ tài chính cho Ấn Độ từ năm 2015. Theo Bộ trưởng Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Anh Quốc là Justin Greening, nước này sẽ cắt dừng sự hỗ trợ khoảng 319 triệu Mỹ Kim từ năm 2013 đến năm 2015, trước khi dừng hoàn toàn viện trợ. Bộ trưởng Justin Greening cho biết là việc Anh Quốc cắt viện trợ cho Ấn Độ thể hiện nền kinh tế Ấn Độ đã đạt được những bước phát triển tích cực về nền kinh tế cũng như là vị thế trên toàn cầu. Nói chuyện sau chuyến thăm Ấn Độ, bà Justin Greening cho biết Ấn Độ đang có những bước phát triển vượt bậc. Sự hỗ trợ của Anh cần được chuyển từ viện trợ trực tiếp sang hỗ trợ kỹ thuật trong tương lai. Đây là thời điểm công nhận sự thay đổi vị thế của Ấn Độ trên thế giới. Bà Justin Greening cũng khẳng định rằng mặc dù tất cả các dự án viện trợ hiện có sẽ vẫn được thực hiện, nhưng Anh Quốc sẽ không ký thêm bất cứ chương trình viện trợ nào tới Ấn Độ từ thời điểm này.